Sáng ngày 3 tháng 10, tại hội trường 41 Lê Duẩn, Đại học Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên nhiệm kỳ 2014-2019. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Đoàn Gia Dũng, trưởng ban tổ chức cán bộ đã công bố 5 quyết định của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới hiệu trưởng các cơ sở đào tạo đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng. Theo đó, có 3 trường hợp được Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm lại và 2 trường hợp được bổ nhiệm mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh chính thức được Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm. Đây là điều kiện tốt để Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh tiếp tục thực hiện những phương hướng hành động đã vạch ra từ nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ 2009-2014, trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh đã có những chiến lược và hành động cụ thể giúp nhà trường có nhiều thay đổi căn bản, tích cực. Trường Đại học Sư phạm có tên trong danh sách 6 trường sư phạm trọng điểm quốc gia với những bước đột phá thành công và vững chắc. Qua các bước thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại chức danh hiệu trưởng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh cũng đã nhận được sự tín nhiệm rất cao từ các cán bộ viên chức, cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Sư phạm đến Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng đây là một niềm vinh dự tự hào, nhưng gắn liền với đó cũng là một trọng trách rất lớn. Các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ cao nhất của các cơ sở giáo dục đại học thành viên phải phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời cần khiêm tốn, đoàn kết, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của các nhà trường cũng như của Đại học Đà Nẵng lên một tầm cao mới.